tên là Lê Thị Ngọc Mai, học sinh lớp 10C2, trường Trung học Phổ thông Lai Dung 1, huyện Lai Dung, Đồng Tháp. Em học rất giỏi, nhưng có một hoàn cảnh gia đình thực sự rất đáng thương. Sinh ra trong hoàn cảnh cha mẹ em đều nghèo khó và cuộc sống hôn nhân của cha mẹ em không được hạnh phúc. Nên khi em và đứa em trai mới chập chững biết đi, thì người mẹ bỏ nhà ra đi biền biệt và suốt mười mấy năm trời vẫn không quay về, xem như hai chị em mồ côi mẹ. Thế rồi, mới năm ngoái đây, cha em mắc bệnh ung thư và cũng qua đời, để lại hai đứa con thơ côi cút, thiếu vắng tình yêu thương mẫu tử. Năm con học lớp 9 2023 thì cha con mất. Đến nay thì con ở với ông bà nội. Ông nội bà nội con thì cũng đi làm thuê làm mướn kiếm tiền lo cho hai chị em con đi học. Trở thành trẻ mồ côi, hai chị em Lê Thị Ngọc Mai chỉ còn cách sống nương nhờ vào ông bà nội. Nhưng ông bà thì cũng già yếu, chỉ làm thuê mướn quanh nhà, chòm xóm, nên lo chuyện cơm áo gạo tiền và việc học của hai đứa cháu nội là một gánh nặng không dễ dàng. Tuy vậy, ông bà vẫn quyết tâm. Bản thân hai chị em Lê Thị Ngọc Mai cũng vậy. Ngoài giờ học, cả hai chị em Ngọc Mai đều theo ông bà nội hái rau vườn bán hoặc bơi xuồng hái bông súng đồng đem bán mưu sinh. Cuộc sống tuy còn rất nhiều khó khăn, nhưng Ngọc Mai và em trai của mình cũng ấm áp với sự yêu thương của ông bà. Con đi học thì con thấy mấy bạn có cha có mẹ thì con cũng tủi thân, nhưng mà con số phận nó an bài cho con vậy rồi. Con cũng có ông nội bà nội cho nên là con phần nào con cũng thấy được an ủi trong lòng. Con cảm thấy là rất may mắn khi mà nhận được số học bổng này. Con cảm thấy biết ơn chính quyền địa phương, công ty sổ số kiến thiết Đồng Tháp với lại cái mạnh thường quân đã giúp đỡ cho con. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Thắp Sáng Ước Mơ, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp thực hiện với sự đồng hành tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Đồng Tháp. Thưa quý vị và các bạn, thấu hiểu trước những nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống của em Ngọc Mai, học sinh lớp 10C2, trường Trung học Phổ thông Lai Dung 1 ở huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Ngày hôm nay, ekip thực hiện chương trình Thắp Sáng Ước Mơ cùng với đại diện nhà tài trợ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Đồng Tháp, cùng với các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã có mặt tại trường Trung học Phổ thông Lai Dung 1 để trao đến em Ngọc Mai những suất học bổng đầy nghĩa tình, giúp em có thêm niềm tin và nghị lực để có thể thực hiện ước mơ của mình. Và cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cũng có thư động viên em trên con đường học tập. Xin được trân trọng kính mời nhà báo Tuần Thiện sẽ đại diện trao lá thư này đến em. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Kim Nhung, trưởng phòng hành chánh tổ chức, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Đồng Tháp, sẽ đại diện nhà tài trợ trao đến em Ngọc Mai số học bổng trị giá 12 triệu đồng. Xin được trân trọng kính mời bà. Đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Đồng Tháp, cô trao cho con số học bổng để hỗ trợ động viên con trong học tập. Chúc con đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thu Hà, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Lai Dung cũng sẽ có phần quà hỗ trợ em. Xin được trân trọng kính mời bà Trần Thị Cẩm Dân, phó bí thư đảng ủy xã Long Hậu cũng sẽ có phần quà hỗ trợ em. Xin được trân trọng kính mời ông Ngô Phước Hậu, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Lai Dung cũng sẽ trao phần quà của ủy ban nhân dân huyện Lai Dung đến em Ngọc Mai. Về phía nhà trường, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Trần Minh Hậu, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Lai Dung 1 cũng sẽ có phần quà hỗ trợ Ngọc Mai. Mơ cũng chỉ là ước mơ, khi đường đến còn gặp ghềnh trắc trở. Ước mơ sẽ đạt thành ước mơ, khi quanh ta có những tấm lòng nhân ái bao la. Cùng sẽ chia bao lo toan vất vả đời, cho em được cắm sách đến trường, cho em vui bước bên giảng đường, vững tin vào đời bằng trái tim yêu thương. Trái tim yêu thương thắp sáng ước mơ, thắp sáng bao khát.
vòng mãi sau sáng lên bao niềm vui. Gian khó nay lùi xa, đường tương lai thành thang rộng mơ. Trái tim yêu thương thắp sáng ước mơ, chắp cánh bao ước vòng bay cao, chắn chiều ươm mầm xanh, vun đắp bao tài năng. Thắp sáng ước mơ, thắp sáng tương lai, thắp sáng ước mơ, thắp sáng tương lai. Trái tim yêu thương thắp sáng ước mơ, thắp sáng bao khát vọng mãi sau, sáng lên bao niềm tin. Gian khó nay lùi xa, đường tương lai hành thang rộng mơ. Trái tim yêu thương thắp sáng ước mơ, chắp cánh bao ước vòng bay. Và cũng nhân dịp này, đại lý vé số công ty ở thành phố Cao Lãnh, đại lý vé số Nguyễn Thị Thiên ở thành phố Hồ Chí Minh, chi bộ 2 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Đồng Tháp, cô Bùi Thị Thu Hà, Mạnh Thường Quân ở địa phương cũng có hỗ trợ em Ngọc Mai một phần quà là một chiếc áo dài mới. Diệu Cao Kiệt ở phường 1 thành phố Cao Lãnh, em Diệu Phước phường Mỹ Phú thành phố Cao Lãnh và nhóm bạn xem đài ở thành phố Cao Lãnh gồm em Gia An Khánh An, em Gia Hiển Gia Hào, em Vũ Luận, anh Võ Minh Thành, anh Tuấn Anh cũng có phần quà hỗ trợ em. Kính thưa quý khán giả, con đường phía trước chắc hẳn còn lắm chông gai. Thế nhưng chúng tôi tin chắc rằng với những sự hỗ trợ chia sẻ ngày hôm nay thì em Ngọc Mai có thể vượt qua những khó khăn và thực hiện ước mơ học tập của mình. Chúng tôi cũng rất cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Đồng Tháp, đơn vị đã luôn đồng hành cùng với Thắp Sáng Ước Mơ. Cảm ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, nhà trường và địa phương đã giúp đỡ cho em Ngọc Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn xem đài đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thắp sáng ước mơ, thắp sáng con đường đến trường.